mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bí quyết khỏe và đẹp ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, chúng tôi có nhận được rất nhiều những câu hỏi, thắc mắc của khán giả xem truyền hình với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp, công nghệ mới trong việc điều trị khiếm khuyết của làn da như nám, tàn nhang, sẹo lồi và sẹo lõm. Và để đáp ứng nhu cầu rất lớn của khán giả xem truyền hình, trong chương trình Bí quyết khỏe và đẹp ngày hôm nay, chúng tôi có tổ chức giao lưu và trả lời thắc mắc của các bạn. Và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay đó là chuyên gia thẩm mỹ Hải Duyên. Và là một chuyên gia đã có hơn 23 năm trong nghề tư vấn làm đẹp, thì chị có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình được biết về những kinh nghiệm của mình được không ạ? Tôi thì tôi nghĩ là cái nghề làm đẹp nó là một cái nghệ thuật, nó cũng là một cái nghệ thuật tạo hình. Và đã nói là làm đẹp thì chúng ta nên phải xác định rằng đi vào con đường này là chúng ta phải có một cái đẹp từ bên trong, tức là từ tâm hồn lẫn đến bên ngoài. Tôi luôn xác định rằng là mình thành công đều nhờ cái chữ tâm. Đấy, cái tài nó phải đi với cái tâm. Nếu như tôi có tài nhưng tôi không có tâm thì bản thân tôi cũng sẽ đi vào ngõ cụt, bởi vì tôi không làm được điều tốt. Tôi chỉ luôn luôn hướng về việc kiếm tiền, tôi không quan tâm đến cái kết quả. Tôi làm cho khách hàng mà tôi chỉ biết lấy tiền, moi tiền ở túi khách hàng ra để về tôi làm giàu cho mình. Tôi nghĩ được là dứt khoát một ngày đó tôi bị co lại. Chính vì thế tôi luôn xác định rằng là cái nghề của tôi nó phải có tâm, nó đẹp từ tâm hồn. Vâng, và chị Hải Duyên thân mến, trong chương trình hôm nay thì có rất là nhiều những câu hỏi của khán giả truyền hình gửi về. Câu hỏi đầu tiên như sau. Chào chị Hải Duyên, em xin giới thiệu, em đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Ngoại thương. Em được giới thiệu là chị có khả năng điều trị nám, tàn nhang, sẹo mà không cần phẫu thuật. Chị có thể giới thiệu cho em và quý khán giả những phương pháp và công nghệ mà chị đã và đang áp dụng được không ạ? Với nám thì chúng tôi điều trị rất nhiều công nghệ khác nhau, công nghệ laser, là công nghệ ánh sáng màu, và gần đây nhất chúng tôi dùng công nghệ Grick, tức là một cái phương pháp rất hiện đại và tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Thế còn về là trứng cá rất nhiều dạng, trứng cá bọc, trứng cá đầu đen. Trứng cá bọc thì thường thường thiên về là mủ rất là nhiều và da dầu. Đấy, những cái trường hợp đấy là chúng tôi phải điều chỉnh từ nội tiết bên trong, chúng tôi phải cho uống thuốc thiên về nam dược, giải độc gan, thận. Sau đó chúng tôi chữa bên ngoài. Và chúng tôi dùng cũng là công nghệ Grick để chúng tôi đưa cái ánh sáng vào triệt tiêu tất cả các hang ổ viêm trên khuôn mặt. Sau đó chúng tôi dùng mặt nạ chiết xuất thiên về làm khô da, và nó làm cho cái lượng da dầu đỡ tiết ra. Thì kết quả cho bạn là rất thành công và thành công tuyệt đối. Thế còn về trường hợp như nói về sẹo lõm thì tại thẩm mỹ viện Hải Duyên của tôi thì là tôi điều trị cái sẹo lõm thành công rất là nhiều năm nay. Thì mình phải xác định được cái độ tổn thương trên bề mặt da nó nông hay nó sâu để mình đưa các phương pháp vào cho nó hợp lý. Nếu người ta bị cái sẹo lõm mà tôi cứ đưa cái phương pháp tôi cứ là, đương nhiên là nó không những hết lõm mà nó còn gây nên tổn thương sâu và sẽ trở thành sẹo lồi. Vâng, và có một bạn khán giả khác lại đặt câu hỏi như sau. Chào chị Hải Duyên, em được biết rằng nám tàn nhang thì có thể chữa, chứ sẹo lồi, sẹo lõm thì rất khó chữa. Nhưng em thấy trung tâm thẩm mỹ của chị có rất là nhiều người bị sẹo lồi, sẹo lõm mà vẫn có thể chữa được. Chị có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Với cái sẹo lồi là có thể là do vết thương mình ngã, có thể là do mình bị bỏng, tổn thương sâu. Thế thì những cái này thì chúng tôi cũng vẫn phải dùng công nghệ ánh sáng, bởi vì khi nguyên tắc cái lồi bao giờ nó cũng còn vẩn viêm bên trong. Cái đầu tiên là chúng tôi phải triệt tiêu được cái viêm, sau đó chúng tôi mới dùng các công nghệ tiếp theo để điều trị làm nào cho cái sẹo của bạn không còn sơ, không còn lồi, nó phẳng. Đương nhiên cái điều mà bản thân tôi cũng chăn trở và rất là buồn là điều trị cái sẹo lồi nó chỉ hết được lồi và nó phẳng, không đau, không ngứa, không rát, nhưng cái màu da thì xin chia sẻ với bạn là cũng hơi buồn là nó không 100% như da thường. Nó sẽ đạt đến 80% nếu như nó còn, sau khi điều trị xong còn phần thâm. Chúng tôi vẫn dùng công nghệ ánh sáng để chúng tôi điều trị thâm, nhưng nó chỉ đạt đến 80-90%. Vâng, chị Hải Duyên thân mến, có một bạn khán giả khác lại đặt câu hỏi như sau. Xin chào chương trình, xin chào chị Hải Duyên. Chị gái em năm nay 23 tuổi, bị chàm xanh khắp cả mặt. Chị rất mất tự tin và không dám xuất hiện ở chỗ đông người. Và xem qua truyền hình thì chị được biết tại trung tâm thẩm mỹ Hải Duyên có bệnh nhân từng bị chàm đến nửa má mà vẫn điều trị khỏi. Chị có thể giúp em được không ạ? Cái đấy thì không có gì khó khăn, bởi vì là tôi đã từng điều trị thành công hàng ngàn bệnh nhân, chứ không phải 1-2 bệnh nhân. Mà cái lứa tuổi 18 đôi 10 là phần đa là bị chàm, nó sẽ rất là khó khăn ở các bạn. Khi nhỏ thì không sao, nhưng khi các bạn lớn là các bạn luôn luôn bị mặc cảm, luôn luôn bị mất tự tin.
Thế những bệnh nhân của tôi điều trị đã là các cháu đã, cho đến bây giờ là nhiều cháu đã xây dựng gia đình. Nếu mà chị gái bạn bị như thế cứ đi lên để cô Hải Duyên điều trị cho. Cái việc đấy rất là đơn giản, không có gì là khó khăn mà bác Hải Duyên sẽ hứa là điều trị hết 100%, thành công 100%. Để minh chứng cho một cái điều thành công của điều trị tràm tại Thẩm mỹ viện Hải Duyên thì hôm nay tôi cũng mời một khách hàng mà đã được tôi điều trị thành công tràm đến. Đương nhiên với cô này là tôi mới hết được 90%, chứ chưa phải 100% vì tôi vẫn đang điều trị tiếp cho cô. Một hai lần nữa là cô sẽ đạt đỉnh lên 100%. Thế còn là cùng là cô đấy, nhưng cái Việt Nam của cô tôi đã điều trị hết 100%. Thì bây giờ xin khán giả truyền hình hãy nghe, lắng nghe ý kiến chia sẻ của cô khách hàng này. Được biết là chị là một khách hàng của trung tâm thẩm mỹ Hải Duyên và đã điều trị khỏi nám và tràm, thì chị có thể chia sẻ với khán giả được biết về quá trình điều trị của mình được không ạ? Tôi là Nguyễn Thị Hà, tôi ở huyện Hoài Đức, xã Di Trạch. Tôi đến ngày trước là tôi bị bên này là nám này, bên này là tràm. Thế được mọi người giới thiệu là đến cơ sở thẩm mỹ viện của bác Hải Duyên để chữa, nhưng mà cứ sợ lại không khỏi. Nghĩ là giờ thôi mình có tuổi chả chữa nữa, chẳng sợ là vừa mất tiền vừa lại không khỏi. Thế xong bao nhiêu người bảo thôi cứ chữa đi khỏi. Thôi hôm bác Hải Duyên bác ra mua hoa quả và thôi vào chị chữa cho, chị đảm bảo cho em khỏi 100% với chị, mà tiền nong thì với chị không thành vấn đề. Thì vào chữa thì thế thì vào thì chữa thì cũng một bên nám này thì khỏi hẳn rồi, còn bên tràm này thì cũng gọi là đỡ được 90% rồi. Đúng là ngày trước thì đi đâu xấu hổ, nghĩ là mặt thì một bên nám với bên tràm, chứ không dám ra ngoài đường đâu, đi đâu cũng ngại. Thế từ ngày mà bác chữa chị cho thì đúng là tự tin, kể cả đi bán hàng đây. Thế thôi gia đình thì cũng tất cả vợ chồng con cái cũng phải thôi cảm ơn bác Hải Duyên vì bác đã giúp đỡ cho. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị hiểu rõ hơn về công nghệ hiện đại được áp dụng trong việc khắc phục những khiếm khuyết của làn da thì ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi đoạn băng phóng sự. Tàn nhang, nám má, trứng cá, tràm bẩm sinh, các hình xăm và các vết sẹo lõm sẹo lồi sau mổ giờ đây sẽ không còn là nỗi lo của mọi người nữa. Đã có thẩm mỹ viện Hải Duyên. Thẩm mỹ viện Hải Duyên chữa trị thành công các khiếm khuyết trên. Những chia sẻ của khách hàng sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về sự thành công của thẩm mỹ viện Hải Duyên. Tôi đã được biết tại thẩm mỹ Hải Duyên đã điều trị nám thì tôi cũng đã đến và tôi điều trị. Thì một thời gian tôi theo dõi thì không thấy mọc lại, nhưng rất nhiều người đã nói rằng là điều trị kiểu gì thì cũng vẫn phải mọc lại. Thế nhưng tôi đã theo dõi được 3 năm nay rồi thì má của tôi vẫn không mọc lại. Thế bây giờ thì tôi cũng thỉnh thoảng tôi đến để làm đẹp, chăm sóc da. Thế tôi cũng rất là biết ơn chị Hải Duyên đã chữa trị cho tôi. Và tôi rất là tự tin đứng trước mặt mọi người. Thẩm mỹ viện Hải Duyên có địa chỉ duy nhất tại số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội. Thẩm mỹ viện Hải Duyên tỏa sáng niềm tin, mang hạnh phúc đến cho mọi nhà. Số điện thoại 043823 5104. Đến thẩm mỹ viện Hải Duyên để chữa trị sau một thời gian gần một năm thì tôi thấy đã có hiệu quả rất tốt. Vết nám của tôi đã mờ gần như hết, chỉ còn lại một ít bởi vì nám của tôi nó hơi bị sâu. Thế chị Hải Duyên có nói rằng là phải đi 2 lần nữa. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa có thời gian để đi nốt. Nhưng tôi đến giờ phút này tôi đã cảm thấy da tôi đã được cải thiện rất nhiều và tôi đã tự tin thế trong cuộc sống hơn. Nên tôi rất mừng và cảm ơn chị Hải Duyên đã giúp tôi. Trước đây cách khoảng 3 năm tôi có xăm hình ở hai bên vai và ở lưng. Nhưng mà do đến nhu cầu công việc hiện tại bây giờ ấy, thì là tôi muốn xóa bỏ cái hình xăm. Tôi cũng nghe thấy người ta nói là ở thẩm mỹ viện Hải Duyên mới có cái xóa hình xăm bằng ánh sáng. Thì tôi cũng đã đến và xóa. Đến bây giờ tôi cảm thấy rất là tự tin, tại vì khi mà người ta xóa đến đâu thì nó hết đến đấy. Mà không đau đớn, không gây rát. Vâng, và qua phóng sự vừa rồi đã giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những công nghệ mà Thẩm mỹ viện Hải Duyên đang áp dụng nói riêng cũng như là xu hướng làm đẹp trên thế giới nói chung. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chị Hải Duyên đã nhận lời tham gia chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đón xem những phần tiếp theo của chương trình.